Quý vị thân mến, và mỗi dịp cuối năm, Tranh Gỗ Bùi Gia lại đem đến một dịch vụ sau bán hàng thực sự hoàn hảo cho khách hàng. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chăm sóc tác phẩm Bách Điểu Triều Phượng, và chúng ta hãy cùng đánh giá một lượt sau một năm mà tác phẩm được treo lắp tại nhà khách hàng. Với lý do là gia chủ rất là bận công việc, cho nên là quý vị nhìn thấy một thời gian là mảng nhện đã bám quanh khung, thậm chí là bám vào cả tranh. Vậy nên là công việc của chúng tôi ngày hôm nay sẽ phải dọn dẹp toàn bộ tất cả những cái mảng nhện bám ở trên tranh, và sau đó là làm sạch, đánh bóng, đem lại một cái vẻ đẹp thuần khiết, những cái giá trị thực mà chúng tôi đã cống hiến cho tác phẩm. Tiếp theo đó là một vài những cái vết ẩm mốc mà trong quá trình sử dụng môi trường ở miền Bắc đã tạo ra những cái thay đổi ở trên bề mặt của tranh. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ xử lý hết tất cả những cái vấn đề này cho khách hàng. Mảng nhện và thậm chí có một vài những cái điểm mà trong quá trình thưởng thức có thể là khách hàng sơ ý đã đánh gãy, thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ mang lại những cái vẻ đẹp cũng như là những cái sự thưởng thức tốt nhất cho khách hàng.